bạn, thì bây giờ mình sẽ chạy xe trên đường phố Sài Gòn đây các bạn. Thì cái xe này bao pháp lý đây nha mọi người. Hiện tại bây giờ mình đang chạy cái biển số Gia Lai. Bởi vì xe này hải quan chính ngạch á, nên mình không có sợ gì hết. Từ Gia Lai chạy vào đây luôn. Ok mọi người, thì tí nữa mình sẽ bay đi Sài Gòn nha mọi người. Nhưng mà cái xe đỏ CL này mình sẽ thay nhớt xong rồi chạy từ Sài Gòn về mọi người. Mình gửi vào trong đó để vào trong Sài Gòn gặp anh em chơi, có xe chơi xong rồi sau đó là chạy về luôn nha các bạn. Mình chạy về từ Sài Gòn về Gia Lai nha các bạn, để thử xem máy có bền hay không. Xe đáng lẽ mình chạy con xe màu xanh ở trong ghê cơ, nhưng mà bô nó ồn ào quá và nó sợ công an cho trong Sài Gòn bắt là không được. Thôi chạy xe này. Xe này lên máy 110 vậy á. Để mình hỏi lại anh Khôi. 110. Ok các bạn, thì cái máy này lên 110 nha các bạn. Rồi, máy lên 110. Giờ đang thay nhớt đây. Thay nhớt xong rồi đi. Ok. Nên xe trong đây đang còn con xe xanh này, mình định chạy xe xanh đi, nhưng mà thôi thì mình chạy cái xe đỏ đi mọi người. Đây con xe xanh này chạy kinh điển, siêu kinh điển luôn. Xe xanh này mình chạy từ Campuchia về, có chuyến chạy Campuchia nè mọi người. Xe xanh chạy Campuchia nha mọi người, đó. Xe xanh này. Mấy xe trong nhà nữa nhưng mà thôi chạy xe đỏ. Ok mọi người. Đây các bạn, hiện tại bây giờ mình ra sân bay rồi nha các bạn. Thì hẹn mọi người ở Sài Gòn trong ngày hôm nay 31 nha các bạn. Thì này mình sẽ ở đây có tầm hơn một tuần á, bạn nào mà có dịp mà ghé hẹn mình đi chơi nha. Ban ngày và trong ngày cuối tuần nữa, ngày trong tuần đó mình rảnh nha các bạn. Ok các bạn đây. Ok, anh em ở trong miền Nam thời gian sớm nhất nha. Ok các bạn, thì hiện tại bây giờ mình đang ở bên xe miền Đông nha các bạn. Đây, bên xe miền Đông đây. Đó. Thì mình sẽ ra lấy xe. Xe mình gửi xe khách vô đây nha các bạn. Mấy đứa thì mình mới chạy xe khách về, xe máy về, còn bữa nay thì mình gấp quá mình bay vô xong rồi cái là mình gửi xe máy theo này. Gửi nhà xe nào đây? Lê Cương. Đây, xe đây rồi nha các bạn. Ok. Các bạn thấy chưa? Xe đây nha. Anh ơi, cho em lấy cái xe với anh ơi. Cho em lấy cái xe máy ơi. Xe L này. Xe bọc biết đồ kỹ rồi nha mọi người. Để mình tháo xe ra nha các bạn. Ok, đây thì mình sẽ tháo ra. Ok. Ở camera anh chuẩn bị. Mệt lắm, tốn thời gian. Khổ lắm. Mà này đỡ hơn chơi cờ bạc với chơi gái. Đúng thầy. Giờ qua bên Bình Tân đi chơi, đi vòng vòng hết một tuần để đi chơi mà. Em đi nha.
có cái hàm đeo cổ anh chạy. Ok anh chạy. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ chạy xe trên đường phố Sài Gòn đây các bạn. Thank you.
Ok mọi người thì mình đang ở Sài Gòn đấy nha mọi người. Mình đang ở chỗ quận Phú Nhuận này mọi người, Đó, Phú Nhuận. Thì clip của mình sẽ được phát hành vào tối hôm nay, ngày mùng 1 nha mọi người. Hôm nay mùng 1 à. Mình sẽ phát hành vào tối hôm nay thì mọi người nhớ theo dõi video của mình nhé mọi người. Xe này chạy rất chi ngon, mình chạy trên đường phố Sài Gòn chạy rất chi ngon nha mọi người. Chạy đá lắm, đá cực kỳ đá luôn. Ok mọi người. Thì chúc mọi người năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nếu thấy clip hay thì nhớ like, subscribe đăng ký kênh cho mình nhé mọi người. Và nếu mà mọi người muốn giao lưu, gặp xem xe rồi nè mọi người, xe Gia Lai nha, biển số 81 Gia Lai nha. Các bạn muốn gặp xem xe thì có thể liên lạc với mình, số điện thoại mình để ở trên hình cho mọi người. Giao lưu đi uống cà phê nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Ok.